Mỗi năm, vườn trái cây Trung An đón ít nhất từ 35 đến 50.000 du khách tới tham quan. Chủ yếu, 75% sản phẩm cây ăn trái của các vườn được bán cho du khách. Đến với vườn trái cây, bạn không chỉ được thả mình vào trong không gian yên tĩnh, mát mẻ của khu du lịch, mà còn có thể thưởng thức các loại trái cây ngon do chính tay mình hái. Với những bạn yêu thích ăn uống thì hẳn đây là địa điểm lý tưởng. Trước khi tới tham quan các vườn trái cây, thì bạn cần phải tìm hiểu mùa trái cây bắt đầu từ lúc nào. Tránh trường hợp đến nơi quả chưa chín khiến bạn mất công và thời gian tới tham quan. Ở Trung An, phần lớn người ta trồng các loại cây chủ yếu làm du lịch. Nên một vườn trái cây có rất nhiều loại trái khác nhau như dâu da, mít, chôm chôm, mận, măng cụt. Bạn đã có thể lang thang tham quan khắp khu vườn xanh mát, tràn ngập mùi cỏ và gió mát từ phía sông Sài Gòn. Hòa mình vào với thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành, thư giãn và giải tỏa mệt nhọc sau những ngày làm việc. Cùng bạn bè người thân chụp những bức ảnh làm kỷ niệm cho chuyến đi chơi hay là thì nhau leo lên cây hái quả, rất thú vị. Ngoài ra, bạn còn được ngắm khung cảnh dân dã của vùng miền quê, cây cối tỏa bóng mát xuống mà bạn có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Không gian khu vườn rộng lớn giúp bạn thỏa sức vui chơi, hát hò và tham gia vào những hoạt động nhóm. Cùng nhau ngồi một chỗ, thưởng thức những hoa quả mà bạn mới hái được và trò chuyện với bạn bè xung quanh. Bên cạnh việc tham quan khu vườn xanh mát, thoang thoảng mùi cỏ dại và nhâm nhi các loại trái cây thì bạn cũng có thể tìm chủ vườn để đặt các món khác. Tại đây có những món ăn vô cùng dân dã và đậm chất đồng quê như ếch xào lăn, gà ta nấu cháo, cá chiên sủ, gà kho gừng, lươn om sả, thực phẩm thì tươi ngon, hợp vệ sinh bởi vì khi du khách gọi đặt thì chủ vườn mới bắt tay vào làm. Giá cả các món ở đây đều phải chăng, vừa túi tiền với mọi người. Hầu hết các chủ vườn ở đây mở cửa cho khách tham quan. Tại đây còn có một món cũng khá đặc biệt, đó là gỏi măng cụt. Với những bạn thích vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn của măng cụt hòa quyện với vị béo của tôm thịt, vị cay nồng của nước mắm tỏi ớt, vị cay thanh của rau răm thấm vào đầu lưỡi tạo nên một hương vị ngon khó tả. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích thuận tiện cho việc di chuyển. Ngoài ra bạn có thể đến đây bằng ô tô. Chỉ mất có 50 phút với quãng đường chưa tới 25 km từ trung tâm Sài Gòn là bạn có thể tới vườn trái cây Trung An. Là một địa điểm du lịch sinh thái mà du khách có thể thưởng thức trái cây tươi, ngon và gần Sài Gòn cho những ngày nghỉ cuối tuần thư giãn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!